Với sự tự tin, bản lĩnh, ứng xử thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Thảo đến từ Bình Định đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký đăng quang Miss Business Global 2023. Và không chỉ cho thấy vẻ đẹp và tài năng của những người đẹp Việt, tấm lòng thiện nguyện của Tân Hoa hậu cũng được đánh giá ngay sau khi đăng quang. Giành ngôi vị cao nhất Miss Business Global 2023, Nguyễn Thị Thảo là người đẹp tiếp theo đạt vương miện quốc tế của Việt Nam trong năm 2023, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp và sự thông minh. Nguyễn Thị Thảo đã cho thấy tấm lòng đẹp khi quyết định dùng toàn bộ số tiền thưởng có được từ cuộc thi để làm công tác thiện nguyện. Không thể nào mình đẹp mình để mình trưng bày không thôi được. Mình cần có tài năng, mình cần có công việc, mình phải độc lập mọi thứ. Thì em nghĩ đó sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời hơn. Mình phải có trách nhiệm hơn, mình phải làm nhiều thứ hơn để mà nó xứng đáng với cái vị trí ngày hôm nay. Cũng trong buổi gặp gỡ với truyền thông sau đăng quang, Tân Hoa hậu danh nhân toàn cầu 2023 cho biết sẽ đến tận nơi với những hoàn cảnh khó khăn, những người cần sự giúp đỡ để chia sẻ. Ngoài số tiền thưởng của bản thân, đăng hậu khẳng định sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và bạn bè của mình có thể tham gia để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Tấm lòng đẹp của cô nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng cũng như lan tỏa vẻ đẹp Việt đến với đông đảo bạn bè quốc tế.